Tại sao mặt trăng đi theo chúng ta? Lúc nhỏ, mỗi khi đi bộ trên đường vào buổi tối, ta vẫn hay thắc mắc tại sao chú Cùi và chị Hằng cứ đi theo mình, đặc biệt là vào những đêm rằm trăng tròn. Đi về phía trước, trăng cũng trôi về trước, lùi về sau, trăng cũng lùi theo. Bước sang phải hay sang trái thì trăng cũng di chuyển cùng hướng. Và dù có đi hướng nào, đi chậm hay nhanh đến đâu, trăng cũng bám theo. Cuối cùng ngước lên vẫn sẽ thấy trăng, cứ như là đang chơi trò rượt đuổi. Có phải là trăng đang bám theo chúng ta hay không? Chắc chắn là không. Vì hầu hết ai cũng có cảm giác tương tự, nên trăng không thể cùng một lúc bám theo hàng tỷ người trên trái đất được. Vậy tại sao có hiện tượng trăng đi theo chúng ta? Trong trường hợp nếu một ai đó đi đằng sau hay đi ngang hàng với cùng một vận tốc, chúng ta sẽ có cảm giác là họ đang đi theo mình. Giữa ta và họ đang nằm trên cùng một đường thẳng vô hình. Nếu cứ duy trì cùng vận tốc đó, cả hai sẽ có cảm giác người này đi theo người kia. Nhưng nếu có một người dừng lại, thì khoảng cách giữa hai người sẽ thay đổi. Dần dần khoảng cách càng lớn, tạo thành một góc so với đường thẳng ban đầu, nên cảm giác người đi theo kia sẽ khuất dần đi. Trường hợp khác, khi đi bộ trên một con đường thẳng, trước mặt có một cái cây bên đường. Nếu cứ tiếp tục đi, cái cây sẽ dần trôi tới ngang bên hông, và sau đó là ở đằng sau chúng ta. Đây là cảm giác thị giác cho chúng ta biết là mình đang di chuyển, vì khoảng cách giữa cái cây và chúng ta đã liên tục thay đổi và tạo ra nhiều góc khác nhau. Nếu di chuyển nhanh hơn như khi chạy, ta sẽ thấy mức độ di chuyển sẽ rõ ràng hơn, do khoảng cách với cái cây sẽ thay đổi và gia tăng một cách nhanh chóng. Nhưng nếu nhìn ra một tòa nhà cao tầng ở tít phía xa, có cảm giác như chúng ta chỉ đi rất chậm so với tòa nhà. Cảm giác này cũng được thấy khi ta đi tàu hay xe, nhà cửa hai bên đường sẽ trôi đi rất nhanh, nhưng những ngọn núi ở phía xa lại trôi đi rất chậm. Và núi càng lớn càng xa thì càng trôi chậm hơn, thậm chí là đứng yên nếu ở xa nhiều hơn nữa. Những lúc này nhiều khi sẽ phải đi vài cây số mới có cảm giác rằng mình đã di chuyển so với đỉnh núi kia. Khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất trung bình khoảng 384.400 km, nên nếu khoảng cách giữa chúng ta với ngọn núi là chục cây số, thì sẽ cần phải nhân lên vài chục nghìn lần sẽ là khoảng cách giữa chúng ta đến mặt trăng. Nếu lấy một ngôi nhà A làm móc với đỉnh của ngọn núi, cho xe di chuyển đến điểm B sẽ tạo ra một góc từ đỉnh núi. Nếu ngọn núi càng gần thì góc càng nhỏ, ta sẽ biết rõ mình đang di chuyển. Nhưng khi ngọn núi càng xa, góc càng hẹp dần, đến một khoảng quá xa, khi đó nếu muốn cảm thấy mình đang di chuyển so với ngọn núi, ta phải đi một quãng đường đủ dài, nghĩa là khoảng cách giữa A và B phải đủ lớn, và thời gian đi sẽ phải nhanh hơn nhiều. Với khoảng cách hơn 384.000 km so với mặt trăng, nên khi ta đi bộ từ điểm A đến điểm B khoảng 1 km trên mặt đất, dường như chẳng tạo được một góc nào từ mặt trăng cả. Ở vị trí mặt trăng thì quãng đường từ A và B chỉ như một chấm nhỏ vô cùng li ti. Dù có đi thêm 5 km nữa thì A và B vẫn chỉ là những chấm li ti. Nếu lái xe đi quãng đường 100 km vẫn không thể nào cảm nhận rõ sự chuyển động so với mặt trăng. Vì khoảng cách với trăng quá xa nên dù có thấy vị trí của trăng thay đổi một chút so với ban đầu, nhưng trong suốt quá trình di chuyển ta không thể nào cảm nhận được mà vẫn có cảm giác là trăng đang đi theo mình. Vì thế trăng đi theo chúng ta chỉ là cảm giác. Thực chất là vì khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng quá lớn, nên khi di chuyển ta không thể thấy được sự thay đổi khoảng cách với mặt trăng như là với cái cây, cái nhà hay các ngọn núi ở gần được. Với mặt trăng, con người chỉ như những chấm nhỏ li ti mà mắt trăng không thể nhìn thấy. Nên dù có đi bộ, chạy hay đi xe, đi tàu lượn, tàu siêu tốc, trăng vẫn cũng chỉ thấy những chấm nhỏ li ti. Còn chúng ta thì vẫn có cảm giác là trăng cứ đi theo mình.